rồi cho dì tám nó đi rồi chứ hả, nào giờ bà cũng có đi được đi đâu đâu. Đi hết gia đình. Nếu mà bây giờ mình đi như vậy á, là đi anh tám chị tám với tôi với Hiền là mình đi cái kiểu là mình đi riêng lẻ, mình không đi chung á, mình vẫn đi vòng chơi á. Cũng hà biết có cái điểm quen ở trên đó, muốn nghỉ trên đó thì nghỉ ăn nghỉ gì không tốn tiền hả. Rồi anh ơi, tới đâu đâu đi lên Đồng Nai thì cũng cắm đầu vô mà xưởng làm không chứ. Chủ nhật mà có việc các bạn cũng nghĩ bà cũng đi làm. Công nghệ chị tám không có ngày lo an thận thủ thừa mà lui cui nhiều quà. Đó là nào tới giờ là vậy không? Nói ra bà tám gặp anh đó thì bà cũng có phước, nhưng mà thật sự ra thì anh gặp chị anh cũng có phước. Bà không có ăn dọn, không có ấy, bà đẹp chứ không? Bà không ăn dọn có ngày hy sinh cho chồng cho con. Mấy lúc mà làm có thầy chút rồi đó, kêu bà cũng mà dọn rồi cho nó đẹp đẽ rồi chúng ta bảo nó trời ơi trời thôi đi lo cho mấy đứa nhỏ. Anh thấy nội cái ăn đây nè mà bà cũng để ăn trước hết, còn cặn cái gì đó sao bà ăn hết trơn, bà không dám ăn trước. Thì hồi xưa tới giờ là vậy không á, bà hy sinh đủ à, lắm khi mình cũng buồn chỗ cái bữa ăn á, thì súng xích vô vợ chồng con cái chút cho nó vui. Còn lắm khi mình muốn bực mình thì ở chỗ đó. Mà thôi anh có vô chợ mua gì không ạ? Có, mua đi giày cho mua bao với mua khách rồi mua gió cho nó. À, mua gió bao mày. Cái này trời lạnh cho nó mình gió. Cho nó lắm. Đây đó lên thành là ba. Có đóng đồ nó vô. Để có ra ngoài vườn có coi có không mà sao mà học im luôn. Cái gì? Là nó cầu. Bữa đó mới hái sớm mấy chứ. Mới lấy hàng kia. Yeah.
tiếng đồng hồ. Rồi là xe mượn xe gì cũng giữ cho nó cái ga cái thắng là con
con phải cho nó nghiêm chỉnh được rồi. Rửa xe rồi nè. Vợ nhỏ chào. Chào hả? À, tôi mới nói bao nhiêu đó là biết chào. Cho nó mượn cái xe tới 2 năm nữa. Cho nó mượn cái xe tới 2 năm nữa. Rồi nó mới đi lên Bình Dương, nó đi làm. Lúc đó mới theo mẹ nó đi lên Bình Dương làm thì thôi giờ thì để kết thúc cái video tại đây á, thì Út Hà cũng xin với cô chú quý anh chị bà con cô bác hãy mở lòng giúp đỡ. Bữa nay Út Hà hỏi luôn nha, giúp đỡ mỗi người ít gì đó nhín chút đỉnh cho Dượng Tám mua chiếc xe đi cả nhà ơi. Nói chung ra là gia đình của Dượng Tám mà có chiếc xe thì nó cũng đỡ lắm, tại vì nhiều khi đau ốm bệnh hoạn nửa đêm mà chạy đi mua thuốc cũng phải đi bộ, mà đi chợ hàng ngày mua đồ ăn cũng phải đi bộ thì rất là khó khăn. Rồi nếu mà gia đình của Dượng Tám mà có được chiếc xe thì nếu như quay YouTube thì cũng dễ nữa. Rồi hoặc là đi chợ đi búa, chứ thật có một cô beo ở nhà nhiều khi thấy bệnh hoạn cũng phải dắt đi bộ nữa. Còn nếu không thì mỗi cái phải đi kim xe đò cũng tốn tiền. Mỗi một người thì Út Hà nói ví dụ mỗi một người một thành loa đi góp sức lại thì cũng được chiếc xe cho anh Tám. Thôi cố gắng cho Út Hà xin đi, xin cái số tiền để mua cho Dượng Tám chiếc xe đi nha cả nhà. Gắng giúp dùm cho Dượng Tám chiếc xe đi. Hà rất là đội ơn cả nhà luôn á. Dạ thôi kết thúc cái video, xin chúc cả nhà được nhiều sức khỏe ha. Dạ. Trả tiền dài cho cô kìa. À, cô Hiếu hả? Bán Hiếu, cô có bán Hiếu không? Hiền. Trả bạn. Hả? Trả 30 ngàn đi. Mới hỏi Út Hà mang dép không bao cho tôi mà kêu trả tiền cô bán không mua. Ừ. Mà nó cũng đẹp đó, ai mua màu đỏ chát quê cũng chết rồi. Cái đó bằng đôi đỏ hồi nãy chứ gì. Đôi đó nhiêu tiền? Ừ. Lấy đôi này đi, nó sang đôi đỏ luôn chết à. Đỏ chát. Mấy chục á. Không, cái này rộng lắm. Không rộng đâu, mang dép đôi đồng người đó. Bằng đôi đỏ hả? Đôi đó nó giống như da, mặn nó sang. Nhưng mà con cái mà mày sợ còn rộng đó nè. Cái đó còn rộng hơn cái đôi da, nó đôi da chứ nó chẹt hơn. Rồi vậy là không chịu phải không, quyết định vậy đây. Đây là cửa hàng bán dép nè, Hiền mua dép xong rồi cứ trả tiền rồi mua thiếu. Mua thiếu á? Có quen không mua thiếu? Có quen không? Quen với cô không? Cái gì? Lâu rồi. Quen lâu rồi hả? À. Quen lâu rồi. Có vụ quen lâu rồi nữa. Quá không quen nữa. Ở đây là chợ Cờ Đỏ. Dạ. Nay khỏe rồi, chở em Hiền đi chợ với Dượng Tám đi mua giày với mua vớ ấm cho cô Beo.